Nước sôi. Còn nước sôi cánh, nước sôi. Đây gương kia. Đẹp không? Nhưng em thấy nó hơi cao hơn nhất. Em làm thấp nhất đó. Giờ là em sưng nên em cảm giác như vậy. Em cho soi gương lại đi, em hơi ép thì em làm sưng. Nên làm em có đau không? Dạ. Không đau chỗ nào luôn. Trước khi làm có nghĩ là đau lắm không? Sợ lắm luôn. Sợ lắm luôn hả? Ừ. Nhưng không đau xíu nào luôn hả? Tóc may nó hơi nhói tí. Tết này có mũi đẹp rồi. Em tìm hiểu ở đây bao nhiêu lâu? 2 năm. Em cứ ngày nào em cũng nhìn Facebook hết ạ. 2 năm trời. Dạ. Rõ em mới đến đây thực tế thấy giống nhau. Anh chàng hả? Rồi bữa nay nó hết sưng, nó sẽ xẹt sưng chút xíu nữa. Đúng rồi. Ngày các chị em lên đây được không? Để đi. Thì quy trình đây chuyên nghiệp. Em làm nghề gì? Em bác sĩ áo mưa đó. Đẹp lắm á, yên tâm nhé.